Đỡ chứ cô, về đỡ không? Cô về thấy đỡ không? Có. Ừ. Chuẩn bị. Vẫn chưa quen lắm, vẫn đang đau. Đau chứ. Rồi là có lấy thuốc gì về dùng không ta? Không đúng không? Yeah.
car. Cái bông nước muối nghe nhìn chị bé xinh nha.
cái nó đang được đề xuất khá ngon này. Hana hả? Không, không, cái của cái nó kìa, tắt nè. Ủa gì sợ. Đã nằm chị sửa cái phòng của ông già lại chợ. Ừ. Ông ra phòng rồi hả? Không, ý là ở dưới à. Khỏe hơn, đỡ đi lên mệt. Chứ phải sửa hết luôn á. Nhiều. Nói chung là lót này lót đồ luôn. Gỗ lại kìa. Đa Nam em ưng làm trên kia gỗ không? Đa sáng đó. Làm da đẹp đẹp ở luôn được. Mà có biết được lâu hay không? Cái làm đấy. Không ở được lâu hầu gì lo ngỡ. Cũng không biết được. Nói chung là cứ làm nữa thì cũng đâu nhiều lắm đâu. Ừ. Là chúng ta ổn thế là mình có thể đi trong sợ một điểm nên đi trong sợ. Tại vì sau này cái này không được thì mình vẫn đi đó. Tại vì là mình cái này là ở trong kia mình làm mình kiếm được hơn. Em tình đã là đi cao sơn quan tốt. Bởi vì mình có mình tâm đó là phát triển được. Nhưng mà nói chung là phải có tiền rồi mới đi. Học kiếm mà giúp tôi trong ổn định mình có thể được vừa có tiền đỡ bên này á. Ừ. Bởi chị đang sợ cái này không có nữa nên nè. Ừ. Sợ sao nên bị tắt nhanh quá. Ừ. Nhanh quá mà cũng không về cái là đau đầu nữa. Ừ. Nhưng mà kiểu như mình phải làm. Thì đang có tiền. Chung đang có thế. Không thể làm nhưng mà khi nào mình lại khó hơn. Để đó ta mua cái nồi về nấu với giống như bán cơm luôn. Thiệt cái
gia đình chi mà. Chưa có cơ mà. Thôi chưa có cũng không sao. Sắp tới mình sẽ giảm cân. Chỉ mong nó ổn định, bớt lo lại, thả lỏng ra bớt. Chị Trừ lo nhiều quá. Khi mô mới được thả lỏng này, chắc còn hơi lâu. Do chị, tính chị là hay lo. Nhiều người họ làm cảnh là tốt. Họ bán ăn chơi vẫn bình thường. Nhưng có chuyện gì xảy ra. Không lạ nữa hả? Họ vẫn làm bán không có giữ. Tính quê quê luôn. Chị với Hà mà ấy là được tính. Mà Hà vẫn đỡ hơn chị. Hà là có sự kiên trì. Mình thích tính năng là kiên trì. Mà thường thường ai mà có sự kiên trì thì nó sẽ được hơn. Chứ ví dụ mà thất bại lần cái nản cái không làm nữa thì khó thành công. Đâu phải mình bước ra cái là thành công cho mình liền đâu. Đúng không? Phải vấp. Xích cái thai này. Thai này không chỉ gọi gì được. Không lì là không được. Thăm nhiều được vài con già Hana hình như là trăm mấy rồi đúng không? 115 chung Hana đi chơi video nhiều nè. Không là việc phải thấy tên Hana Spa không được. Cái năm vừa là tên Hana Beauty. Dài quá. Hana là đã thấy hết rồi. Số nè. Dạ vừa vừa là tên Hana. Ngăn ngăn cho nó về. Chị đặt Lily rồi đó. Lily. Cũng hay mà. Dễ thương. Lily Spa hay. Cho thương hiệu luôn. Nhưng như vậy người mà thử vô tìm tên mạng mà thử tìm việc tìm Hana thì chưa thì nào cho giá. Họ thấy đến YouTube thôi, họ đành nhỏ tìm. Cho địa chỉ. Sao này cứ vẫn để lon thôi. Tính sao em không hiểu mà để vậy mà. Còn nên mình phim chát. Kinh khủng.